Xin chào tất cả các em tên là Hoàng Đình Quang, là tác giả của cuốn sách Công phá hóa trong đề thi đại học. Như chúng ta đã biết trong video số 5 vừa rồi, em đã trình bày cách thức sử dụng phương pháp số đếm để định hướng cho phương pháp trung bình. Có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng phương pháp số đếm để định hướng xem chúng ta có nên sử dụng phương pháp trung bình bài toán trên hay không. Và nếu sử dụng phương pháp trung bình thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp trung bình theo cách thức nào. Thì phương pháp số đếm đã giải quyết tương đối hiệu quả. Tuy nhiên, nếu như các em làm cẩn thận và kỹ càng bài toán cuối cùng trong video số 5 thì các em sẽ thấy có một chút gì đó nhầm lẫn ở đây. Và anh xin được trình bày cái sự nhầm lẫn đó như sau. Anh xin được tóm tắt đề bài lại như sau. Chúng ta xét hỗn hợp Z gồm có 0,1 mol CnH2NO2 và 0,2 mol CmH2M-2O2. Chúng ta thu được 1 mol CO2 và 0,8 mol nước. Anh đã giúp các em định hướng cách giải như sau. Chúng ta thấy rằng nếu chúng ta đặt ở đây là A mol chất đầu tiên và B mol chất thứ hai thì chúng ta sẽ có 4 ẩn số, đó chính là N, M, A và B. Như vậy thì chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ có 4 ẩn. Đó chính là ẩn số N, M, A và B. Nhưng chúng ta cũng có 4 dữ kiện, đó chính là số mol của X, số mol của Y, số mol CO2 và số mol nước. Như vậy thì chúng ta sẽ có 4 dữ kiện. Khi chúng ta có 4 dữ kiện thì chắc chắn là chúng ta có thể giải được cụ thể 4 ẩn số N, M, A và B. Và anh đã sử dụng dữ kiện đầu tiên để tìm ra A bằng 0,1 mol, dữ kiện thứ hai để tìm ra B bằng 0,2 mol, và sử dụng nốt hai dữ kiện là CO2 và nước để tìm ra hai ẩn N và M. Tuy nhiên, khi mà chúng ta sử dụng dữ kiện đầu tiên là số mol CO2 bằng 1 mol thì chúng ta đã tìm được N cộng với lại 2M bằng 10. Nếu sử dụng số mol nước chúng ta bằng 0,8 mol thì chúng ta cũng chỉ tìm được một dữ kiện là N cộng với lại 2M bằng 10. Như vậy tại sao lại như vậy? Theo đúng lý thuyết là 4 ẩn số, 4 dữ kiện chúng ta phải tìm được cụ thể 4 ẩn số. A, B đã tìm được rồi, dựa vào 2 dữ kiện đầu tiên. Như vậy N, M phải được tìm được dựa vào 2 dữ kiện là số mol CO2 và số mol nước. Nhưng tại sao chúng ta không tìm được cụ thể N và M mà chúng ta chỉ tìm được một hệ thức, đó chính là N cộng 2M bằng 10? Điều này chứng tỏ là phải có một cái gì đó mâu thuẫn ở đây. Và cái điều mâu thuẫn ở đây rất đơn giản, đó chính là đề bài trên đã bị thừa. Có nghĩa là đề bài trên có một dữ kiện nào đó mà không cần dữ kiện đó thì cái đề bài gần như là không đổ. Nói thì có vẻ hơi phức tạp, nhưng anh sẽ phân tích cái chi tiết thừa cho đề bài như sau. Đề bài thừa ở đây chính là số mol nước bằng 0,8 mol. Có nghĩa là chúng ta không cần đề người ta đề cho số mol nước là 0,8 mol, chúng ta cũng có thể tìm được số mol nước bằng 0,8 mol dựa vào ba dữ kiện là 0,1, 0,2 và 1 mol CO2. Anh sẽ tìm số mol nước bằng 0,8 mà không cần dữ kiện này như sau. Giả sử đề cũng cho số mol nước, chúng ta vẫn có thể tìm được số mol nước bằng 0,8 mol. Khi chúng ta đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X, chúng ta sẽ có số mol CO2 trừ đi số mol nước sẽ bằng số mol CO2 trừ đi số mol nước khi đốt cháy chất X, cộng với lại số mol CO2 trừ đi số mol nước thu được khi đốt cháy chất Y, đúng không ạ? Đốt cháy hoàn toàn X và đốt cháy hoàn toàn Y thì số mol CO2 trừ số mol nước khi đốt cháy hoàn toàn X và Y sẽ bằng số mol CO2 trừ số mol nước khi đốt cháy X cộng số mol CO2 trừ đi số mol nước khi đốt cháy Y, đúng không ạ? Do X có công thức là CnH2NO2, như vậy số mol nước số mol CO2 trừ đi số mol nước khi đốt cháy X sẽ bằng 0. Công thức phân tử của chất Y là bằng CmH2M-2O2. Như vậy khi đốt cháy Y thì số mol CO2 trừ đi số mol nước đúng bằng số mol của Y luôn. Như vậy khi đốt cháy hoàn toàn X và Y, chúng ta sẽ có số mol CO2 trừ số mol nước đúng bằng số mol Y và bằng 0,2. Số mol CO2 chúng ta biết được là 1 mol. Như vậy tóm lại chúng ta sẽ có số mol CO2 là 1 trừ đi số mol nước sẽ bằng 0,2. Như vậy số mol nước sẽ bằng 1 trừ 0,2 bằng 0,8. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là dữ kiện 0,8 mol nước là người ta cho thừa, đúng không ạ? Như vậy đáng lẽ thì đề bài không nên cho chúng ta số mol nước nữa, mà chỉ cho chúng ta một cái đề bài là như này thôi. Tức là đốt cháy 0,1 mol chất X cộng với 0,2 mol chất Y thu được 1 mol CO2. Đáng lẽ đề bài chỉ nên như vậy. Và dữ kiện 0,8 mol nước là dữ kiện thừa, bởi vì là không cần người ta cho số mol nước bằng 0,8, chúng ta tự có thể tìm được số mol nước bằng 0,8 dựa vào ba cái dữ kiện đầu tiên. Như vậy thì đề bài chuẩn xác chỉ nên như thế này. Như vậy rõ ràng là nhờ sử dụng phương pháp số đếm, chúng ta đã biết được rằng là đề bài trên cho thừa, đúng không ạ? Như vậy rõ ràng là nó cũng đã minh chứng cho một điều là số đếm giúp chúng ta biết là đề bài có đúng, có đủ hay không, hay đề bài có thừa hay không. Và với trường hợp trên thì đề bài đã cho thừa. Và anh xin được giải lại bài toán trên như sau. Tức là đề bài chuẩn ấy,
Chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta đặt số mol của x là bằng a mol, số mol của b của chúng ta bằng b mol. Như vậy thì chúng ta sẽ có mấy ẩn số ạ? N, M, A, B, chúng ta sẽ có 4 ẩn số. Chúng ta sẽ có mấy dữ kiện ạ? 1 dữ kiện, 2 dữ kiện và 3 dữ kiện. Khi mà chúng ta có 4 ẩn số và 3 dữ kiện thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể đi tìm được cụ thể cái giá trị của N, M, A và B. Chúng ta rất là khó để chúng ta có thể tìm được cái dữ kiện đó. Vì vậy, nếu bây giờ chúng ta giải một cách thông thường, chúng ta sẽ có 0,1 mol, A bằng 0,1, B bằng 0,2 mol. Và sử dụng nốt dữ kiện cuối cùng, chúng ta sẽ tìm được một mối liên hệ giữa N và M. Đó chính là N cộng với 2M bằng 10. Và chúng ta sẽ giải tương tự như bài cuối cùng trong video số 5 mà anh đã gửi cho các em. Như vậy thì anh đã trình bày một cái chi tiết hơi sai sót trong cái bài cuối cùng trong video số 5, đúng không ạ? Để đền bù cho các em đối với bài tập trên thì anh xin được đưa ra một cái bài tập khác tương tự như vậy. Có đề bài như sau. Chúng ta sẽ đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Z gồm có 0,1 mol chất, đó chính là CnH2n(2)O2 và X mol CmH2m(-4)O4. Chúng ta sẽ có khối lượng của Z là bằng 34,69 gam. Chúng ta sẽ có khi mà đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Z thì số mol CO2 thu được sẽ bằng 1,4 mol và số mol nước thu được của chúng ta sẽ bằng là 0,9 mol. Và yêu cầu là đi tìm cụ thể hai chất trong hỗn hợp Z. Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp số đếm để giải quyết bài toán trên như sau. Chúng ta đầu tiên là chúng ta đếm số ẩn số của bài toán trên. Chúng ta thấy rằng bài toán trên có các ẩn như sau. Nếu là số mol của chất đầu tiên là A mol, số mol của chất thứ hai là X mol, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có là N, M, A, X, như vậy có 4 ẩn. Chúng ta đến số dữ kiện. Dữ kiện đầu tiên là số mol, 0,1 mol chất X. Dữ kiện thứ hai là khối lượng của Z. Dữ kiện thứ ba là số mol của CO2 và dữ kiện cuối cùng là số mol của nước. Như vậy ta có 4 dữ kiện. 4 ẩn số và 4 dữ kiện thì chắc chắn là chúng ta không cần phải sử dụng pháp trung bình. Chúng ta cũng không cần phải làm bất cứ thứ gì phức tạp. Không cần bảo toàn CO2, không cần bảo toàn khối lượng hay là bảo toàn oxy. Tức là không cần làm bất cứ thứ gì như vậy. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là tính toán một cách thông thường, sử dụng 4 dữ kiện giải là 4 ẩn số. Anh xin trình bày cụ thể như sau. Dữ kiện đầu tiên là 0,1 mol. Chúng ta tìm được ẩn đầu tiên là A và 0,1 mol. Chúng ta sử dụng nốt 3 dữ kiện còn lại là khối lượng của Z, số mol CO2 và số mol nước để chúng ta tìm được cụ thể N, M và X. Chúng ta sẽ có như sau. Khối lượng của Z sẽ bằng 0,1 nhân với lại 14N trừ 2 cộng 32, tức là cộng với lại 30, cộng với lại không cộng với lại X mol nhân với lại 14M trừ đi 4 cộng với lại 64, tức là 16 nhân với 4 bằng 64. Chúng ta sẽ bằng là 34,6 gam. Số mol CO2 là bằng 1,4 mol. Số mol CO2 sẽ bằng là 0,1 nhân N cộng với lại X nhân với lại M bằng 1,4. Tiếp tục là số mol nước của chúng ta bằng N trừ đi 1 nhân với lại 0,1 cộng với lại M trừ đi 2 nhân với lại X bằng 0,9 mol. Có thể có nhiều em thấy rằng là ba phương trình trên là ba phương trình khá là phức tạp, đúng không ạ? Các em có thể thấy rằng ba phương trình trên là ba phương trình phức tạp. Tuy nhiên thì các em có thể hiểu là tuy rằng ba phương trình trên khá phức tạp nhưng mà trên thực tế là nó có thể giải được. Bởi vì căn bản là ở đây chúng ta chỉ có ba ẩn số là N, M và X. Mà chúng ta có ba phương trình thì chắc chắn là chúng ta sẽ tìm được cụ thể N, X và M là bằng bao nhiêu. Chúng ta sẽ khai triển một chút để làm cho cái phương trình trở nên dễ nhìn hơn. Dữ kiện đầu tiên chúng ta sẽ có như sau. 0,1 nhân với lại 14 là bằng 1,4N cộng với lại 14X nhân M. 0,1 nhân 30 cộng
với lại 60 nhân với lại x đúng không ạ? Cộng với lại 3 cộng với lại 60x bằng 34,6. 34,6 trừ đi 3 đi, gọi lại 31,6. Phương trình đầu tiên. Phương trình thứ hai là 0,1n cộng với lại x nhân với m thì bằng 1,4. Và cái thứ ba đó chính là 0,1n cộng với lại m nhân với lại x trừ đi 2x sẽ bằng 0,9 cộng 0,1 là bằng 1. Như vậy thì chúng ta sẽ có được 3 phương trình 3 ẩn, ẩn là n, x, m và x. Chúng ta sẽ bấm hẹn như sau: 1,4, 14, 60, 31,6, 0,1, 1, 0, 1,4, 0,1, 1, trừ 2, 1. Chúng ta sẽ tìm được cụ thể. Không được anh Thúy ơi. Sao vậy? Thôi anh ạ. Đầu tiên có hai vấn đề. Đầu tiên vấn đề là em